Chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại với chương trình tối ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là bắt đầu sang một tháng mới. Thì tối ngày hôm nay bảo xa le đầu tháng nha, hàng thập cẩm. Thì anh chị mình á cũng là sắp nửa năm ở mùa sau. Thì anh chị cô chú á nhận công trình khá là nhiều, vì bảo bán máy bảo cũng biết nha. Đó, ở những tháng sau này anh chị cô chú mua hàng quá trời luôn. Thì tối ngày hôm nay bảo làm chương trình đầu tháng mà, để cho anh chị mình xài công trình. Thì tối ngày hôm nay tất cả những con máy trên bàn bảo đây thì tất cả đều là dây đồng nha. Anh chị hay hỏi là dây đồng hay nhôm, đó thì bảo thông báo luôn, toàn bộ là bằng đồng. Rồi tiếp tục là con nào xài công trình cũng được nha. Những con mà giá tốt, giá rẻ thì mình xài công trình vừa phải. Còn những con mắc thì mình xài công trình nó sẽ trâu hơn, lì hơn, tì ép nó tốt hơn nha. Rồi bảo báo giá luôn từng món một nha. Đó, đầu tiên này, con máy Osaka Japan này hết hàng khá là lâu, ba chức năng gài nha. Đó, tuyệt vời, bảo hành đương nhiên sẽ là 6 tháng. Máy không nha, có gì bảo cầm như này. Công suất 800W, thương hiệu là nhà máy là thương hiệu Nhật thôi, lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc nè. Số 1 có 590.000 à. Con này không hộp nha, dây nguồn 3m luôn á. Đó, với trọng lượng riêng mình máy không hơn 3kg cho anh chị mình. Đó, dây đồng nhá, nên là khỏi hỏi luôn. Đó, 590.000 số 1. Rồi tiếp tục, ngày mai bảo sẽ cho anh chị xem một con máy khoang pin Akuya, pin cực kỳ là xịn nha. Con máy này á, công ty review á là bắn được hình như là 1.000 mấy trăm con vít, bắn vít, nhưng mà bảo bao cho anh chị mình một cục pin 5 cell này mình bắn vít 500 con, công ty review 2.000 con, 1.500 con, bảo bao anh chị bắn vít mà ốc ngắn này 500 con chưa hết cục pin này nha. Đó là sự thật. Ngày mai bảo úp clip lên cho anh chị mình xem. Pin này là pin 5 cell nhưng mà pin này á là pin xịn nha. Đó, có báo pin như này, hai pin một sạc, chân pin phổ thông. Anh nào mà bắn vít làm lợp tôn nè, làm thạch cao, lấy pin này đi, bắn 500 con mà một cục pin thôi. Số 20, 1.600.000. Đầu là đầu lốc 13mm, ba chức năng nha, motor từ. Đó, con này thì nó công ty làm video quá trời sướng luôn. Ngày mai sẽ có clip cho anh chị mình xem. À, con này nó bỏ kiểu gì đây? À, như này anh chị à, có hộp đựng hai pin đi kèm nhá. Đó, một sạc. Trời ơi, con này công ty review bảo thấy là khủng khiếp luôn mà. Số 20, 1.600.000. Đó, ba chức năng, thương hiệu Akuya nha. Rồi tiếp tục, máy cào tường nè, 2.600.000. Đầu tháng mình làm nhẹ mức giá tốt nè. Số 24, 2.450.000. Con này cào sơn nước nè, hồ dầu hoặc là những cái tường mà cũ nứt nẻ, anh chị sửa lại nhá, mình sơn lại thì cứ cào đi. Mua con này tiết kiệm nhân công, 5-6 anh thợ xả một ngày không bằng con này cào một ngày đâu. Đó, 2.450.000, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm công sức rất là nhiều, và tiền lương thợ mình trả nha. Đó, con này là cào nâng cao thấp nè, mã máy là ACZ 1.200W nha. Đó, số 24, 2.450.000. Hôm nay thì tại đơn hàng của bảo nó cũng khá là nhiều nên là không ai soạn xếp máy luôn á, bảo tự xếp luôn cho nó nhanh nha. Đó, số 24, 2.450.000 nha. Rồi tiếp tục, cắt sắt nè, Osaka Japan 2.300W, vẫn là nhà máy lắp đặt là China là chắc chắn rồi nha. Số 13, 1.350.000, mẫu mới nha, Eto. Cái phần kẹp nhanh này, cái gác te dài dặn chắc chắn, riêng thùng không 13,5 kg. Mua con này cắt công trình giá vừa phải, cạnh tranh so với những công ty kia rất là nhiều nha. Số 13, 1.250.000 là một con như này. Đó, để anh chị tha hồ xài công trình luôn. Rồi tiếp tục nè, máy cưa sắt lưỡi lớn nha. Đó, lam 16 inch, dài tầm khoảng là 40 phân như này, xài bằng điện nha. Đó, số 30, mức giá 1.150.000 á, mà tối ngày hôm nay đầu tháng anh chị thấy không, còn có 1.050.000 à, một con cưa xích
xích rất là đà nha. Đó, xích bằng hợp kim chắc chắn dài như này, tăng xích tự động nè, đó vàng vàng là xong. Đó, tra nước tự động luôn, số 230, 1.050.000 nhá. Rồi tiếp tục bảo lên những cái máy rất là nhiều nha, laser cũng có này, bàn nó cũng hơi chặt quá thì bảo giới thiệu cho anh chị mình luôn, laser thương hiệu Bosscom nha. Đó, con này thì bảo review quá trời nhiều rồi, đi kèm nè, mod lớn chắc chắn nè, đó sạc cũng khá là xịn, hai pin lớn luôn. Đó, dòng này là dòng tia nhẹ nhàng nha, bốt mà máy là 588LD, tức là bóng LED siêu sáng bây giờ, dàn cơ chắc chắn. Mức giá con này là số 25 nha, 1.350.000, đầu tháng là giảm 100 là nó quá tốt rồi anh chị à. Mình tranh thủ đặt con này á, về chất lượng bóng á thì là siêu sáng, và bóng LED là thế hệ bóng sáng nhất bây giờ nha, bóng đẹp dữ lắm nha. Đó, trời ơi, nó sáng xa cực kỳ không, 40-50 mét chuyện bình thường đối với con này, ngoài nắng luôn nha, không phải là trong nhà nữa nha. Đó, tuyệt vời, một con laser có thùng như này có 1.250.000 thôi. Rồi, những thân máy desktop thì cũng không có chương trình gì nhiều, thì anh chị nào á mà mua thân desktop chân pin phổ thông bán nhiều nên là bảo quảng cáo dữ lắm nha. Đó, số 26 này có 600.000, có báo pin, cưa kiếm, đi kèm 4 lưỡi cắt nha. Đặc biệt cái này là thân không, nếu anh chị nào mà mua pin 5 cell chính hãng desktop bảo tặng luôn cho anh chị mình cục sạc, là pin 5 cell là 480 này, thích 10 cell là 820, tặng cục sạc nhanh luôn nha. Đó, số 26 600.000 là một con như này, có thùng đựng luôn. Rồi, Nanya Taiwan, một thương hiệu quá là đẳng cấp mà bên bảo làm độc quyền của công ty nha, bảo hành thân máy không là 1 năm, đầu lốc anh chị à. Đó, con này á pin cực kỳ khỏe nha, bóp như này không bao giờ đứng nó đâu, lực siết cao, nó đập cho là ê luôn á, ê tai anh chị à. Đầu lốc theo phương thức của nhà máy Makita này, siết cứng ngắc này, báo pin, ba chức năng, tem bảo hành Nanya 12 tháng thân không đây. Đó, motor từ mà dòng này nha là compact, nó ngắn hơn những mẫu đời cũ nhiều, mà cái phần motor này nó to dữ lắm, bảo hành 1 năm. Đó, pin sạc 6 tháng mà anh chị mua con này á, 1.350.000 tối ngày hôm nay, số 27 1.250 thôi nha. Đó, chương trình này á thì bảo làm chương trình có 1 hoặc là 2 ngày sẽ hết nha, anh chị nhớ chú ý á. Đó, đầu tháng giá tốt cho anh chị mình xài luôn, ba chức năng. Con này báo số chưa ta? Đó, con này là số 27 nha, 1.250. Nanya, nhà máy lắp đặt Taiwan, chân pin phổ thông luôn. Rồi tiếp tục, máy khoan ba chức năng desktop nè, con này á thì công suất lớn, đi kèm quá trời quà tặng luôn, đi kèm là 5 mũi khác nhau, bảo tặng cho anh chị mình luôn một cái đầu chuyển qua khoan 13 ly đầu sắt nha, tối ngày hôm nay quên chuẩn bị nhắc à mất. Rồi, mua tặng cho đầu khoan 13 ly cài vào để bắn vít khoan tường, khoan bê tông gỗ tùy, anh chị chọn. 28 này có quà đầu đó không là 100.000 á. Đó, công suất 1.050W, dây dài, thiết kế máy to chữ nổi đét tông, số 28 1.150.000. Rồi tiếp tục nha, bảo qua những món mà bán nhiều với là hay bán thì bảo lên làm chương trình cho anh chị mình xem. Máy tua chậm nha, thương hiệu là DH đã về hàng, đầu 16mm, thích hợp chế đế khoan bàn này, khoan sắt cỡ dày hoặc là đánh bột nha. Con này cực kỳ khỏe với công suất lên đến là 1.800W. Ừ, đúng rồi. Đó, ba nhông tua chậm, đầu lớn và đi kèm của nó là ba tay cầm luôn nha. Đó, 1, 2, trên này có tay cầm để cầm nữa nha. Tua chậm DH như này, hàng nội địa như này mà giá có 31.750.000, cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp tục bảo lên máy mài, máy khoan cho anh chị mình nha. Đó, riêng con máy khoan này anh chị biết trọng lượng bao nhiêu ký không? Riêng máy không, chưa tính phụ kiện là 2 ký mốt nha. Đó, con này là thương hiệu của máy là
3M Tút nha, đó hàng nội địa luôn. Máy không mà nặng 2,1 kg là anh chị thấy nó trâu cực kỳ luôn. Thông thường là ký 6, ký 7, ký 8 là đã thấy khủng lắm rồi. Riêng con này đó 2,1 kg quá trời sướng luôn. Công suất máy là 810W số 22 này, có 390 nè. Đó bảo hành toàn bộ 6 tháng. Bên trong là có tụ lập á, với lại là roto. Bảo có làm clip khui con này ra rồi nhá, để anh chị mình xài. Đó, tiếp tục thương hiệu cũng quá quen thuộc này, số 21400 Osuka, chữ dập nổi ở đây. Công suất 750W, hai chức năng, đầu cũng là 13mm. Con này cũng rẻ nha, 480, giờ còn có 400 à, là số 21 nha. Đó, Osuka. Rồi tiếp tục, nhỏ hơn, dùng để bắn vít làm thạch cao, đầu inox này, Makuta, xài cho chuyên công trình, in đất sạch nha. Máy này là máy bao nhiêu ly đây? 6 ly thôi, 6 ly, đầu inox. Đó, mức giá 430, giờ số 20 có 400.000 nha. Công suất con này lớn à, 350W nha, công tắc to, quá trời to luôn. Đó, đảo chiều tới lui nhẹ nhàng, Makuta làm công trình hơi bị trâu luôn nha. Rồi tiếp tục bảo qua máy mài đi nha. Máy mài để anh chị cô chú với là máy khoan anh chị cô chú mua nhiều lắm. Rồi máy mài thì bảo giới thiệu những dòng máy mài có mức giá tốt nhất đầu tháng này. Panda thương hiệu Nhật, đó Tokyo Japan này, số 19 này. Đó, 480 tay dài, tối ngày hôm nay còn có 400.000 thôi. Con này tay dài và đương nhiên là dây đồng rồi, cốt một tấc nè. Rồi thang ngoài tay dài dễ thay thế, số 19400. Tiếp tục Kimco Naki thương hiệu Nhật luôn. Đó, con này là 18 nha. Đặc biệt riêng con này á, nó sẽ có điều tốc nè, thích hợp nè, chỉnh cao thấp tốc độ, đánh bóng này, làm cầu thang, đánh bàn ghế lư đồng các kiểu như này. Công suất con này là hàng nội địa, trời ơi, 980W luôn. Số 18 có điều tốc, có 430, cực kỳ rẻ, tem hơi lắp tí xíu này. Đó, có con à nha, tranh thủ lấy đi, không có nhiều đâu, chỉnh tốc có đúng một con. Đó, con đó hết thì anh chị mình mua thương hiệu Osaka Japan, công suất 850W, số 16 nha, 480.000, điều tốc nè, 580 giảm còn có 400, à 550 chứ, giảm còn 480 nha, tức là giảm 70.000 á, số 16. Tay dài chỉnh tốc Osaka. Tiếp tục nâng cấp thêm một tí xíu nữa thì mình lấy con Makuta. Con này thì quá đẳng cấp luôn rồi, trong tầm giá, công tắc chà bá lửa như này luôn. Rồi điều tốc 6 số ở trên đầu, số 10. Con này 650, con này cũng còn vài con, làm cho anh chị mình mức giá là 590, số 10 nhá. Công suất máy là 850W luôn. Rồi tiếp tục mình qua máy mài không chỉnh tốc, tay ngắn nha. Đó, Fearman, con này số 14, 450.000, giảm 30.000, còn 420 nha. Công suất máy là 950W, vòng tua là 11.000 vòng. Thì thông thường á là anh chị mua máy mài toàn là 11.000 vòng không ạ. Rồi công tắc đuôi nhá. Tiếp tục đuôi thì sẽ có làm thêm những con như là đề vâu này. Đề vâu con này còn 3 con à, hơi cũ tí xíu thôi, nhưng mà vẫn nguyên hộp nguyên thùng. Đó, hàng này kiểu như là để ở trong kho lâu, số 15. Đề vâu hàng nội địa nha, in đề vâu ở đây. Thang ngoài, công tắc đuôi. Công suất máy là con này là dễ xài gia đình anh chị ơi, 650W thôi, xài êm lắm. Đó, với công suất này cắt ít vỡ đá cực kỳ. Rồi 15, 340 à. Đó, con đó cực kỳ rẻ à, siêu rẻ luôn cho tối ngày hôm nay. Rồi tiếp tục cao hơn một tí xíu, mình lấy con máy mài công tắc đuôi T-Mat này, công suất 950W. Đó, mức giá là 480, còn 450 luôn. Đó, con này công tắc đuôi luôn nha, có tăng giảm lọc gió cũng như con đề vâu luôn. À, hai con này nhìn na ná giống nhau nha. Và cuối cùng của con máy mài này là con này là công tắc trượt Makuta. Con này thì xài đã lắm nha, thương hiệu này nó quá quen thuộc luôn, số 17 nè. Đó, mức giá là 550, tối ngày hôm nay còn có 490.000, 850W luôn. Đó, anh chị thấy tuyệt vời chưa? Rồi, bảo giới thiệu các gỗ mà con này nó đặc biệt nha. Masaki
lưỡi 190ml luôn, lưỡi lớn nè, công suất máy 1600W. Anh chị thấy cái rô nó dài không, gần cả gang tay như này, có hút gió ở sau này đó, tăng giảm là xài nhanh, bẻ góc 45 độ như này mà mức giá 800 mấy, giờ còn có 760 à. Đó, số 12 nha. Đó, cứng lắm nha, cái phần đế này thì quá trời cứng luôn, chắc chắn. Và đặc biệt mua con này sẽ có lưỡi đi kèm nhá, Masaki, thương hiệu Nhật như này. Rồi tiếp tục, máy hàng giá rẻ anh chị mua chính hãng thương hiệu Nhật, kiếm máy như này khó lắm nha. Kayaki này, số 23. Đó, dây 2m 3m đi kèm. Đúng thật. Rồi, mức giá là có 780.000 thôi. À, hình như là bảo nhớ là 1m 2m hay sao á, nói chung là bảo có review rồi nha. Đó, cứ bảo là 1m 2m cho chắc. Sau này về 3m 4m thì nó tính sau. Cứ 1m 2m nha, dài hơn thì anh chị mình được lợi hơn thôi. Rồi, số 23 có 780.000. Kayaki, tập đoàn lớn này, chung với là BTS nè, ca nuôi Classic luôn. Tập đoàn này hơi bị lớn à, đặc biệt có đồng hồ luôn, còn ít con nha. Đó, thanh lý luôn. Đó, bảo hành đương nhiên sẽ là 1 năm này cho anh chị mình xài. Rồi tiếp tục, mà bơm đạp chân nè, bơm đạp chân nha, ACZ, thương hiệu Malaysia này. Đó, số 7 nha, đạp chân hai ống như này, ống là xi nóc đẹp nè, có đồng hồ áp luôn. Xe máy này, xe hơi, mình thích đạp tay cũng được, thích đạp chân cũng được. Đó, như này, tóm lại là đạp chân nó sẽ nhẹ nhàng hơn nha, so với là bơm tay nha. Mức giá con này có 250.000, số 7 nha. Rồi, dây chống gãy Deadtone nha, dây này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, chống gãy như này, bung ra nó sẽ không bị gấp dây. Dây này á là số 8 nha, dây này 15m, số 8, với mức giá 350, giờ còn có 320.000 nè. Đó, dây Deadtone chính hãng luôn, xài cho máy rửa xe, bơm nước các kiểu, hoặc là anh chị chế dần cái gì đấy nha. Rồi mình qua tiếp tục, bảo còn khá nhiều à. Trời ơi, laser 12 tia mà tối ngày hôm nay giá rẻ như này trời, chắc là bảo đăng nhầm giá quá anh chị à. Đó, kêu mấy bạn ghi mà mấy bạn ghi có 900.000 nè. 12 tia Akuya này. Đó, pin thì cũng là 3 cục như này, 2 khay pin, à 2 pin lớn 1 khay. Chân thì quá trời chân luôn, cao thấp bằng hợp kim nhôm nè, treo tường nè, chân xoay nè, remote điều khiển từ xa. Mà con này rẻ quá trời luôn, trời ơi, số 9 nè, 12 tia, bóng LED 3D như này mà mức giá 900.000 thôi trời. Đó, quá rẻ luôn, tia thì nhẹ nhàng, bóng LED nè. Akuya, một thương hiệu lớn nhất nhì Việt Nam về bán dòng tia nha. Đó, cực kỳ chạy hàng luôn á. Đó, Akuya bảo hành cho anh chị mình là 3 miền luôn, Bắc, Trung, Nam. Bắc thì sẽ có là Hà Nội, Nam, Hồ Chí Minh, và Trung thì sẽ có Đà Nẵng nha. Đó, hãng tia laser lớn cực kỳ luôn, website với là công ty thì công ty to chà bá luôn anh chị ạ. Bảo hành cực kỳ nhanh. Tiếp tục, con này là Roman. Trời ơi, Roman này bóng sáng đà lắm nha, thùng hợp kim nhôm nè. Đó, cứng chắc. Con này mức giá 1.450.000. Tối ngày hôm nay mình mua còn có 2 con à, thanh lý cho đi luôn. Đó, số 2 nha, mức giá là 1.050.000. Rồi, thương hiệu Roman 720 nha, 720. Tia, con này đẹp nha, tầm giá 1.500.000 đổ lại như này á. Không có con nào mà tia đẹp như này đâu, cùng lắm là bằng thôi. Đó, bảo cam kết với là anh chị như vậy luôn. 4 tia 4 góc, 1 tia ngang. Tia sáng xa 40-50m ở ngoài trời nắng luôn nha. Sáng là lúc mà anh chị bắn ngoài trời á, thì tia ngang này nó sẽ bị không sáng đâu. Đó, vì là ánh nắng nó sáng hơn, chủ yếu là mình thấy cái điểm tâm ruồi này, trên dưới canh mặt nha. Còn bên trong nhà thì bắn đi đâu cũng được. Đó, ngoài thì những cái tia ngang này nó sẽ mờ. Tất cả các dòng tia trên thị trường đều như vậy nha, tâm ruồi đi đâu cũng tới. Đó, thùng đẹp chắc chắn này, đi kèm bên trong xem, đi kèm bên trong là một kính với là một sạc nha. Đế con này to dữ lắm anh chị ạ, đế to chà bá luôn. Đó, số 2, 1.050.000. Rồi tiếp tục,
Bảo lên cắt gạch đa năng nha. Đó, con này không có lưỡi nha anh chị nha. Đó, lưỡi một tách mốt với công suất máy là 1450W, thương hiệu Panda, thương hiệu Nhật nha. Con này là 700.000 á, tối ngày hôm nay còn có 600.000 à, số 5 nha, 600.000. Cắt được gạch này, gỗ, bê tông, sắt luôn. Nhớ mua lưỡi về xài, vì máy không có lưỡi nha. Nhưng mà giá đấy là rẻ rồi đấy anh chị à. Rồi tiếp tục nha. Bù lông TNT với lực máy là 380 N. Bắn xe tải nhỏ này, những con ốc 22. Cực kỳ và đơn giản cho con máy này. Số 29, 1.050.000, còn có 920.000 à. Chính hãng TNT hết nha. Đó, có tem luôn. Rồi chân pin phổ thông, hai pin lớn một sạc, có báo pin nè, chỉnh lực nè, báo đèn, ba đèn phía trước như này. Đó, con này là quai sắt nha, quai sắt có tem nhập khẩu ở đây luôn để anh chị mình xài. Rồi con này là số 29, 920.000. Rồi tiếp tục. Con này con gì to quá trời luôn. Đó. Con này là con cắt rảnh tường ACZ nha. Đó, anh chị nào mà thích một con cắt rảnh tường này, hai lưỡi. Con này thì gắn nhiều lưỡi được á, nhưng mà hai lưỡi thôi. Công ty cho sẵn như này. Đó. Con này là sẽ có là motor dẫn nước nè. Ú, con này có nhiều mà. Đó, bốn lưỡi luôn anh chị ơi. Đó, bốn lưỡi công ty cho sẵn như này. Motor cấp nước có sẵn, ghim điện luôn. Trời ơi, cắt rảnh tường mà mức giá 3 triệu á, mà con này không có quai nha, nên là bán thanh lý gấp luôn. Bể quai này, quay vào em. Bốn lưỡi đi kèm. Số 3, 2.300.000 nè. Trời ơi, con này mà 4-5 lưỡi như này mà giá quá rẻ, do là hư thùng nè, đứt quai nè. Anh chị nào chốt đúng một con nè, công suất máy lên đến là 2.800W luôn nha. Đó, cắt rảnh tường xếp được 4-5 lưỡi, nhưng mà công ty cho sẵn 4 lưỡi nha. Thùng đựng to, khóa này rất là đà như này luôn, có bơm nước luôn nha. Rồi và còn những sản phẩm gì bảo lên luôn nha. Đó, con này sẽ có là sạc chứ. Con này có sạc này, sạc lớn như này nha. Đâu rồi, sạc chắc là mất rồi. Có sạc lớn là sạc đế nha. Đó, hai pin phổ thông, một sạc Johnson, thương hiệu nội địa này. Con này là thân nguyên một bộ á, là số 4, 950.000. Hai pin một sạc đầu 13mm. Đó, con này là để lâu nó cũng hết pin rồi anh chị à. Đó, đèn con này cực kỳ sáng nha, ba chức năng. Ui dồi, mạnh lắm. Đó, búa xe, búa rất là khỏe luôn, đầu 13mm, hai chức năng, đèn siêu sáng. Con này có 950 à, số 4 nha. Đó, rẻ hơn hàng nhái luôn anh chị à. Thùng này, thùng bị nứt này. Đó, bảo sao nó rẻ như vậy luôn á. Đó, con này. Rồi tiếp tục, máy phụ tùng bốt nha. Phụ tùng bốt chữ dập nổi này, có cân thủy loại 1 này, số 6. Đó, bình thường con này là phải 580 đến là 620, mà tối ngày hôm nay đầu tháng này bảo lên con này giá hết hồn luôn. Số 6, 490.000. Hai pin một sạc đi kèm, và đương nhiên máy là 10 ly đầu nha, 5 cell pin, hai quả, mỗi quả 5 cell. Rồi tối ngày hôm nay đầu tháng thì anh chị cô chú nào với là những chị em nào á mà chưa có một con máy xài gia đình cũng như là thợ thầy, mình có thể tham khảo video tối ngày hôm nay. Đầu tháng bảo sẽ làm mức giá tốt nhất có thể, đặc biệt là những con mà một hai con, mình cứ tranh thủ mình gọi chốt cả hết hàng nha. Đó, rồi thì bảo xin kết thúc video thôi. Anh chị đặt hàng nhớ liên hệ ba số điện thoại trên màn hình để được chốt đơn tư vấn kỹ hơn. Rồi, bảo xin chào tạm biệt anh chị.